Chào các bạn. Trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật, việc lựa chọn một phương pháp thiết kế phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong quá trình phát triển sản phẩm. Đặc biệt là khi làm việc trên printer, chúng ta sẽ có hai phương pháp thiết kế phổ biến, đó chính là bó tổ ấp và multi solid. Với mỗi phương pháp thì chúng ta sẽ có những cái nhìn và tiếp cận riêng biệt. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những ưu và nhược điểm của từng phương pháp. Và mình là Phi, hỗ trợ kỹ thuật đến từ OneCase Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với bottom up. Thì đây là phương pháp thiết kế mà được đa số người dùng trên nền printer thực hiện. Nói một cách đơn giản, với phương pháp này, chúng ta sẽ xây dựng nhiều mô hình ở từng file bạc đơn lẻ, sau đó tổng hợp lại và lắp vào một file assembly tổng. Và các file bạc sẽ được liên kết với nhau thông qua các lệnh ràng buộc hoặc là các content trên file lắp ráp. Đến với phần ưu điểm, thì với phương pháp này, mỗi file bạc đều là độc lập và có cấu trúc riêng biệt. Vì vậy, khi bạn thay đổi thiết kế trên một file bất kỳ, nó sẽ không ảnh hưởng đến các file bạc khác trong file assembly tổng. Ưu điểm tiếp theo, đó chính là đây là một phương pháp thiết kế truyền thống, vì vậy những người dùng mới có thể dễ dàng tiếp cận và làm quen. Đối với phần nhược điểm, thì với phương pháp này, bạn sẽ gặp vấn đề lớn khi mà có nhiều thay đổi trong thiết kế, bởi vì các file bạc nó không được liên kết với nhau. Mình lấy ví dụ như, bạn muốn thay đổi chi tiết A có trong một file assembly tổng, mà các chi tiết khác có tương tác với nó như là chi tiết B và C, nó sẽ không được tự động cập nhật. Vì vậy, bạn phải cần bỏ thời gian ra để điều chỉnh thủ công chi tiết B và C để đảm bảo rằng mô hình 3D của bạn là chính xác. Và tùy thuộc vào mức độ thay đổi cũng như là độ phức tạp của thiết kế mà thời gian bạn bỏ ra sẽ rất là đáng kể. Nhược điểm tiếp theo đó chính là nếu hông số kích thước để thiết kế các file bạc nó không được chính xác, thì khi lắp vào file assembly tổng, chúng ta sẽ phát sinh một vài vấn đề liên quan đến sai lệch. Vì với phương pháp này, chúng ta sẽ không có những đối tượng để ham chiếu về thông tin hình học. Phương pháp thiết kế phổ biến còn lại đó chính là multi solid. Thì thay vì bạn tạo ra nhiều file bạc và lắp lại ở một file assembly tổng như là bottom up, thì bây giờ bạn chỉ cần tập trung thiết kế ở một file bạc duy nhất. Mình tạm gọi đây là file bạc master. Thiết kế dạng multi solid bắt đầu bằng việc tạo ra một solid làm ham chiếu, và các solid tiếp theo sẽ được tạo bên trong cùng một file bạc. Và sau khi đã thiết kế xong, chúng ta sẽ sử dụng tính năng mask component để biến các solid trong file master thành các file bạc và đưa vào môi trường lắp ráp. Với phương pháp này, chúng ta sẽ vẫn giữ liên kết của những solid trong file master và các file bạc trong môi trường assembly. Vậy đâu là ưu và nhược điểm của phương pháp này? Với phần ưu điểm, khi thiết kế theo dạng multi solid thì gần như bạn sẽ không cần phải thực hiện ràng buộc giữa các chi tiết, bởi vì bạn đã quy định nó trong quá trình thiết kế file bạc master. Ưu điểm tiếp theo đó chính là khi có thay đổi trong thiết kế, bạn chỉ cần tập trung chỉnh sửa ở file master thì các file bạc được xuất sang assembly sẽ được tự động cập nhật. Bạn sẽ không cần phải thực hiện thủ công, giúp tiết kiệm thời gian để thực hiện dự án. Bên cạnh những ưu điểm thì với phương pháp này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm nhất định trong quá trình sử dụng phần mềm printer, và bạn phải hình dung ra được mối tương quan giữa các chi tiết để hình thành mô hình trong file bạc master. Vừa rồi thì mình vừa giới thiệu với các bạn hai phương pháp thiết kế khá là phổ biến trên printer, đó chính là bottom up và multi solid. Ngoài ra trên printer cũng có hai phương pháp thiết kế bổ sung, đó chính là thiết kế layout và thiết kế theo kiểu adaptive. Với thiết kế layout thì phương pháp này sẽ tận dụng một file 2D đã có sẵn và đưa vào môi trường sketch trên nền printer. Điểm nổi bật trong phương pháp này đó chính là khả năng giữ lại toàn bộ các ý tưởng thiết kế, kích thước và vị trí không gian của file thiết kế 2D ban đầu và triển khai nó thành mô hình 3D. Ngoài ra, khi có bất kỳ thay đổi nào trong file 2D gốc thì nó cũng sẽ được cập nhật trên mô hình 3D, cho phép bạn điều chỉnh linh hoạt và tương tác với các đối tượng. Cuối cùng đó chính là adaptive. Với phương pháp thiết kế này, bạn sẽ sử dụng một file lắp ráp hiện có để tạo ra các file bạc mới, dựa vào việc lấy ham chiếu các kích thước đã tồn tại. Điểm mấu chốt của phương pháp này đó chính là việc tạo ra liên kết giữa các sketch và feature, sao cho mọi cập nhật thay đổi trên file lắp tổng sẽ được điều chỉnh trên file bạc mới vừa tạo ra. Và trước đây OneCase Việt Nam đã thực hiện một video về nội dung này, các bạn có thể ghé qua đường link mình để phía dưới phần mô tả để tìm hiểu thêm. Và đó cũng là những nội dung mà muốn giới thiệu các bạn trong video ngày hôm nay. Với cá nhân mình đánh giá, phương pháp bottom up sẽ phù hợp cho các sản phẩm thuộc thiết kế máy nói chung, còn với multi solid thì phương pháp này sẽ phù hợp cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực thiết kế nội thất hoặc là thiết kế các sản phẩm điện tắm. Còn với thiết kế theo layout và adaptive thì đây là hai phương pháp thiết kế bổ sung, nó sẽ được sử dụng trong các tình huống nhất định. Nếu các bạn có thắc mắc về những nội dung có trong video hoặc là các thông tin khác liên quan đến các giải pháp của Autodesk, thì hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận, đội ngũ OneCase Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn.
Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.